tác phẩm của họa sĩ Shiosuke Toho cho sự thay đổi của văn hóa xã hội và sự luân chuyển của thời đại. Vì thế tác phẩm còn sót lại của ông rất ít. Ở Đài Loan cũng hiếm mà tìm được nơi nào có tác phẩm của ông. Nhưng rất may, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc đã sưu tầm được hai tác phẩm. Tác phẩm Chân dung cô gái Ataya của Shiosuke Toho được sáng tác vào khoảng thời đại năm 1930. Ngoài ra là tác phẩm theo tiêu đề Musa từ năm 1931 đến năm 1932. Tác phẩm thực ra là hình ảnh của một thiếu nữ, người dân tộc Sedip ngồi thổi sáo. Trong thời điểm thập niên 30, họa sĩ Shiosuke Toho đã sáng tác rất nhiều tranh đề tài cô gái Ataya. Và điều đặc biệt của tác phẩm là hình ảnh của một cô gái có khuôn mặt mộc mạc, trong sáng như trẻ con. Điều này mang ý nghĩa, bộc tả cảm nhận của tác giả đối với sức sống chân chất mộc mạc và thẳng thắn của người dân tộc nguyên trú. Cho nên ông đã đưa hình ảnh đó vào tác phẩm của mình. Nếu nhìn vào hai tác phẩm Cô gái Ataya và tác phẩm tiêu đề Musa, gộp lại để cùng thưởng thức thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng họa sĩ Shiosuke Toho theo trường phái giả thú và trường phái hội họa giả thú tương tự. Ông đã khéo léo vận dụng gam màu táo bạo và nổi bật, đỏ, đen và trắng. Họa sĩ dựa trên tông và bố cục màu nổi loạn để bộc tả tâm trạng cũng như tình cảm mạnh mẽ của họa sĩ đối với bức họa. Tuy nhiên, trong thâm tâm thì lại vô cùng thuần khiết, nhưng lại mang ý nghĩa kính phục lòng dũng cảm của phụ nữ Ataya. Từ khi chúng ta nhìn thấy những tác phẩm hội họa ít ỏi còn sót lại này, tranh vừa nhỏ lại vừa không rõ ràng, thế nhưng vẫn có thể thấy được năng lượng toát ra từ bức họa. Họa sĩ Shiosuke Toho đã dùng màu sắc vô cùng đơn giản và cũng vô cùng nguyên sơ, với tạo hình không gây rối mắt, chỉ với một gương mặt trong sáng của cô gái, đủ để bộc bạch nội tâm kiên định trong con người của ông, đưa diễn biến nội tâm của tác giả lên bức họa. Chúng ta khó tìm được phiên bản tranh in ấn chất lượng tốt của bức tranh khuôn mặt người mẹ trong sự kiện Musa, nhưng biểu hiện nhiều đường nét trên khuôn mặt có thể thấy rằng đó là một người phụ nữ Ataya với thiền chức người mẹ kiên cường. Tuy trong hoàn cảnh đau thương, nhưng cô gái đó không một chút lo sợ. Nếu nói rằng bờ môi của cô gái dường như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Điều đó có lẽ là một sự phản đối trong âm thầm trong thời đại đó. Từ ánh mắt phụ nữ qua nhiều thời đại trong tác phẩm hội họa của họa sĩ Shiosuke Toho, dù rằng có vẻ rõ trong mắt hay không vẻ rõ trong mắt của cô gái, như hình ảnh phụ nữ bộ lạc ở Nanao trong bức Seiyon's Bell, một ánh mắt không có tâm điểm. Trong mắt của cô gái trong bức ảnh dường như là đen tuyền. Trong bức ảnh đơn giản như thế thì có thể dùng thần thái ánh mắt để bộc bạch sự miêu tả uyển chuyển tinh thần của nhân vật trong bức họa của nhà nghệ thuật. Chúng tôi đã dựa vào đó để phân tích tác phẩm hội họa bé nhỏ này.